Hello, hello. Bây giờ là chuẩn bị trời chuyển mưa rồi. Lấy cái áo mặc vô. Làm ăn chứ. Nó đang thui rồi còn cả trăng nữa. Rồi tới công chuyện luôn. Mưa luôn rồi. Mưa luôn rồi cả nhà ơi. Hết bê tông chưa? Tới công chuyện luôn. Lấy thước đo vô. Lấy thước đo với bút sới vô. Mưa rồi mưa không dứt. Trời ơi, để con kiếm cơm các ông ơi. Đậy trên cái đầu tường á. Đúng rồi, đậy đầu tường mới xây. Đó. Ok. Này mưa lớn luôn rồi cả nhà ơi. Sao lại để cái dây điện nó chồng lên cái đó, cái đóng hồ này ta?